Trời, thật sự sao mà em mê cái tẩy trang này quá mấy chế ơi. Em nói thiệt, không phải là mình cứ lên quảng cáo biết sao không, tại vì mình mê quá, cứ mình cứ xài hoài nó nhanh hết bà cố luôn, rồi cứ cứ xài hoài thì nó phải nhanh hết rồi. Trời, chùi cái môi nó đã gì đâu mà chùi ra cái môi nó mềm mại, da mặt nó mướt, nó chùi nó sạch, không biết diễn tả sao nữa thiệt. Nói chung em nói thiệt, mấy chị mà đã xài cái nước tẩy trang của Top White rồi, mấy chị mà chê thiệt chửi em, sao mẹ em mê nó quá trời luôn. Em mê mà em xài hoài cho nó mới không mau hết đó các chị. Mỗi lần mấy chị phải đánh son đi ra ngoài hay trang điểm phấn nè, là em luôn lúc nào em cũng phải chùi cái son môi hết, chùi hết cái này để cho cái môi mình nó không có bị thâm, nó chùi cái nó mềm nó, bởi vì xiên xài lắm chứ lúc chưa có đâu có xiên xài đâu, có là nó xiên xài ghiền dữ lắm mấy chị. Em thiệt, mua thử đi một tiếng.